Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 440 triệu đồng quý bạn nhé. Đây là thời tiết mấy hôm nay là bắt đầu mưa phùn cho nên là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì được đâu. Chiếc xe này vừa mới mua về là tôi cũng chỉ có rửa qua, vừa mới lấy bơm phụt qua bên ngoài thôi. Đấy, và tôi quay lên tôi giới thiệu cho quý vị các bạn này. Đấy. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều Honda City phiên bản top, phiên bản đường đầy đủ hết luôn này. Từ màu trắng này, màu đỏ, màu xanh và màu nâu. Đấy, thì chiếc xe này là 2019. Chúng tôi bán với giá là 440 triệu đồng các bạn nhé. Đây, rất là đẹp luôn này. Xe vừa mới mua về chưa có dọn rửa gì đâu các bạn nhé. 2019 này, rất là đẹp luôn, phiên bản top và phiên bản đầy đủ rồi nhé. Xem 2019 này, option thì rất là nhiều rồi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem một chiếc xe mới lấy về chưa dọn dẹp đâu nhé. Chưa có dọn dẹp gì cả các bạn này, còn nguyên bản hết luôn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ máy móc nguyên bản, dàn lốp keo tre còn zin này. Hơn 6 vạn và lốp keo tre còn zin các bạn nhé. Lốp sau đây còn zin hết luôn này, zin hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. 2019 chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp các bạn nhé. Quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Nội thất mới tinh luôn, chưa có dọn dẹp gì đâu, chỉ có hơi bẩn một chút là chưa dọn đâu. Tất cả đều rất đẹp, không có bị lỗi gì cả. Rất đẹp luôn. Động cơ đây, nguyên bản này, chưa có dọn thế nào các bạn nhé. Động cơ chưa dọn dẹp gì cả này, ốc chân máy này, mặt máy các thứ là còn nguyên bản hết đấy. Tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Còn chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cái chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn, chúng tôi dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.